Hello, chào anh chị và các bạn trên YouTube. Hôm nay thì là thứ Tư ở bên Mỹ, ngày mai là thứ Năm, và trong cái tuần lễ thứ Tư của tháng 11 thì ngày mai là cái ngày lễ rất là lớn bên Mỹ, gọi là cái ngày lễ Thanksgiving, dịch sang tiếng Việt là ngày lễ tạ ơn. Thì hôm nay Tuấn nhân cái dịp này thì Tuấn sẽ làm một cái clip nói về tại sao mà nó có cái ngày như thế này, cái ngày lễ tạ ơn, và những cái diễn biến di dân nó như thế nào mà dẫn đến có cái ngày lễ tạ ơn như vậy. Thì cái câu chuyện hôm nay Tuấn kể đó, nó chia ra hai cái phần chính. Cái phần thứ nhất là Tuấn nói về những cái chuyến di dân đầu tiên phát xuất từ Anh Quốc, và sau đó thì Tuấn sẽ đi đến, từ cái đó thì Tuấn sẽ nói đến cái ngày lễ tạ ơn, nó xảy ra như thế nào, và cho đến bây giờ tại sao nó được gắn vào cái ngày thứ Năm trong cái tuần lễ thứ Tư của tháng 11. Thì Tuấn bắt đầu vào chuyện. Thì vào cái thời điểm cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 đó, thì Anh Quốc cũng coi như là bắt chước Tây Ban Nha. Tại vì Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha cái thời đó là coi như là họ đã tìm ra được những cái vùng đất ở miền Nam Mỹ hay là Trung Mỹ, ở cái châu Mỹ, và họ xây dựng lên những cái thuộc địa chủ phú, và họ coi như là đem tài nguyên về lại cho mẫu quốc. Thì Anh Quốc vào cái thời điểm này cũng bắt đầu coi như là mở những cái nhiều cuộc thám hiểm, và bắt đầu coi như là cho những ai mà muốn di dân sang cái vùng đất mới. Thì cái chuyến đầu tiên mà Anh Quốc gửi người đi sang vùng Bắc Mỹ, cái chuyến này thì nó thất bại hoàn toàn, nhưng mà mình cũng bắt đầu kể cho các bạn, tại vì nó có nhiều cái ý nghĩa sau này. Thì cái chuyến đầu tiên là phát xuất vào mùa hè năm 1587. Thì cái chuyến thuyền đầu tiên là chở khoảng 115 người sang cái vùng đất tại một cái hòn đảo tên là Roanoke, ở cái vùng bây giờ đó là nó thuộc tiểu bang North Carolina, nó nằm dưới tiểu bang Virginia. Thì khi cái người thủ lãnh của cái nhóm di dân này đó có cái tên là ông John White, thì ông này đến vào mùa hè năm 1587 đó, thì ông đến, ông ở cái vùng cái đảo này đó khoảng vài tháng, coi như là để họ coi như là xây dựng nhà cửa ổn định rồi xong. Rồi cái cuối năm 1587 đó thì ông ta cùng cái thủy thủ đoàn trở về lại bên Anh Quốc. Thì cái mục đích của cái chuyến trở về lại Anh Quốc là coi như là để đem đồ tiếp tế và dụng cụ xây cất, và chở thêm người nhóm di dân mới sang lại cái vùng đất Roanoke này. Nhưng mà khi mà ông về đến bên Anh Quốc đó, thì lúc đó là có một cái cuộc chiến bùng nổ xảy ra giữa đế quốc Tây Ban Nha và đế quốc Anh. Thì ông bị giữ ở lại, tại vì lúc đó cái nữ hoàng mà trị vì cái vương quốc Anh Quốc đó là bà Elizabeth đệ nhất, thì bà này cần tất cả những cái chiến thuyền không để đối phó với cái đoàn thủy quân hùng mạnh của Tây Ban Nha. Thì ông bị ở lại ở bên Anh, không có cho được đi sang về cái vùng đất Mỹ. Ông để lại bên vùng đất Mỹ là người vợ và một đứa con mới vừa được sanh mấy tháng. Khi mà mãi cho đến 3 năm sau, vào năm 1590 đó, thì cái cuộc chiến nó kết thúc, thì ông ta mới trở về lại cái vùng đất Mỹ. Nhưng mà khi ông ta trở về lại cái đảo Roanoke thì coi như là ông ta thấy cái vùng đất đó bỏ hoang hoàn toàn, và ông ta không có biết những người di dân đó tại sao biến mất nữa. Tại vì khi mà họ đến những cái căn nhà mà bị bỏ hoang đó, họ chỉ thấy trên một cái thanh gỗ có khắc một cái chữ tên là Croatoan. Croatoan là tên của một cái bộ lạc sống gần đó, và người ta cũng lúc đó thì người ta nghĩ rằng là có thể là mấy người này coi như là bị bệnh, bị chết, rồi đi tìm tới cái nơi cái bộ lạc Croatoan này sống để cần sự giúp đỡ, hay là có người nghĩ là họ bị cái bộ lạc này tấn công. Nhưng mà khi mà ông ta đến cái vùng đất cái bộ lạc Croatoan này ở đó thì họ không có biết gì hết. Và mười mấy năm về trước đó, các nhà khoa học gia ở bên Mỹ họ xét nghiệm DNA cho những người dân coi như là được gọi là có thể nói là con cái con cháu của những người mà thổ dân mà sống ở đó đó, thì họ thử DNA, rồi họ thử DNA những cái người mà vẫn còn bà con ở bên Anh Quốc đó, nhưng mà họ không có tìm ra được cái link, coi như là không có mối cái liên hệ nào hết. Thì họ vẫn không biết cho mãi đến bây giờ, coi như là 400-500 năm rồi mà người ta vẫn chưa có một cái câu trả lời nào đúng hết. Người ta không biết tại sao cái đảo này, những người di dân tới cái đảo này, cái cuộc di dân đầu tiên của Anh Quốc tới cái đảo này, tại sao mà họ tự nhiên bị mất tích hết. Thì đây là một cái mối lo ngại của cái triều đình bên Anh Quốc. Thì mãi cho đến gần 20 năm sau, ông vua của Anh Quốc thời đó là ông James Đệ Nhất, ông mới coi như là ký một cái sắc lệnh cho một cái chuyến di dân thứ hai. Gần 20 năm sau, thì vào năm 1607 đó, thì ông này cho một cuộc chiến di dân bắt đầu nữa. Thì lần này á, cái một trong những người thuyền trưởng của một chiếc tàu đó, tên là ông James Smith. Để từ từ mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao mình đem cái tên của ông này vô đây. Thì ông này cùng khoảng 105 người sang cái vùng đất, tại một coi như là giống như một cái đảo ở một cái vùng đất bây giờ là thuộc tiểu bang Virginia. Thì họ mới đặt cái vùng đất mà họ định cư đó tên là James Town. James Town là có nghĩa là cái tên đặt cho cái thị trấn của ông vua James, là cái ông vua đang trị vì cái thời đó. Thì cái thuộc địa James Town này đó từ từ nó lớn mạnh và nó phát triển, và tiếp tục sau này nó được thành lập ra cái tiểu bang được đặt tên là Virginia. Virginia là cái tên đặt cho cái bà nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất. Tại là có thể nói là bà nữ hoàng này là không bao giờ có chồng, coi như là bà nữ hoàng đồng trinh. Thì Virginia có nghĩa là virgin, là có nghĩa là đồng trinh, giống như Đức Mẹ đồng trinh với các bạn. Thì họ dùng cái tên đó, họ đặt cho bà là tưởng niệm, là nhớ ơn bà nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất. Thì hồi nãy mình có nói cái một ông mà thuyền trưởng của cái chuyến tàu đó tên là John Smith. Thì trong cái thời gian mà ông ta ở cái vùng này đó, thì ông ta thường đi thám hiểm ở những cái vùng lân cận. Thì trong một lần đi thám hiểm đó, thì ông ta có bắt cóc một số người thuộc dân da đỏ, thổ dân ở cái vùng đó. Và ông ta đem những người da đỏ này mà ông ta bắt cóc á, đem về lại bên châu Âu để bán, cái mục đích là bán làm nô lệ. Thì trong cái nhóm người này có một chàng thanh niên, họ đặt cái tên là Swanton. Thì cái ông Swanton ấy, sau này coi như là một cái ông ta làm trở về lại Bắc Mỹ là một cái bước cầu giữa cái chuyến người di dân lần thứ ba và những cái bộ lạc da đỏ sống ở cái vùng mình sẽ nói tới. Thì sau cái chuyến mà đi hành hương thì sau cái chuyến mà di dân lần thứ hai đó, thì mãi cho đến năm 1620, coi như là cũng gần 15 năm sau, thì Anh Quốc cho một nhóm người coi như là đi về cái vùng đất mới này. Thì cái nhóm người này là ai? Thì cái nhóm người này đó, mình phải kể lại cái lịch sử về tôn giáo của Anh Quốc cái thời đó. Thì Anh Quốc đó ngày xưa cũng theo cái đạo Thiên Chúa giáo giống như ở bên châu Âu. Nhưng mà khi mà ông vua Henry để bác đó, ông này của nhà Henry VIII đó, ông ta lên ngôi vua đó thì ông ta cưới hai bà vợ, mà ông ta không thích bà vợ thì ông ta chặt đầu lấy bà vợ khác. Lúc đó thì ông Đức Giáo Hoàng không có cho ông ta ly dị, thì bởi vậy ông ta mới coi như là tuyên bố là tách cái giáo hội ở bên Anh Quốc ra riêng, gọi là Ăn Lê Giáo đó. Thì trong cái nhóm mà Ăn Lê Giáo này đó, có một số người từ từ họ cũng thấy là cái Ăn Lê Giáo này không có tốt, thì họ muốn tách ra riêng. Cái nhóm này đó được gán cho cái tên là Puritan, có nghĩa là trong sạch. Thì cái nhóm này đó mới từ bỏ Anh Quốc và sang sống ở bên Hòa Lan. Thì khi mà họ sang bên Hòa Lan đó thì họ bị những người ở bên Hòa Lan coi như là có thể nói là kỳ thị, cái chính sách kỳ thị, tại vì họ chỉ được làm những cái công việc mà không có lương bổng nhiều, phải không? Tại vì những cái chuyện mà buôn bán để kiếm thật là nhiều tiền vào cái thời đó đó là thuộc về những người trong cái trading guild, giống như cái hội mà thương mại của bên Hòa Lan thời đó đó, thì họ không cho những người này coi như là có những cái công việc mà kiếm ra nhiều tiền. Thì bởi vì cái nhóm này đó mới trở về lại Anh Quốc, thì họ mới coi như là tranh đấu với ông vua thời đó và xin được đi sang một cái vùng đất mới. Thì họ gom góp tiền bạc, thì vào năm 1620 thì ông vua ông mới ký sắc lệnh cho cái nhóm này đi sang cái vùng đất ở bên châu Mỹ, coi như là đi lập nghiệp. Thì cái chuyến đi lần thứ ba này đó thì nó có tổng cộng là khoảng 103 người cùng với thị thủ đoàn. Thì họ nhưng mà chỉ có dưới phân nửa là những người thuộc mà cái nhóm mà Puritan, những người trong sạch mà mình nói đó, những người muốn cách ly khỏi cái đạo Ăn Lê Giáo đó. Thì những người này họ không có gọi tên họ là Pilgrims, mà là Pilgrim có nghĩa là hành hương. Tại vì lúc mà Tuấn học lịch sử ở trong thời trung học ở bên Mỹ đó, là người ta gọi cái nhóm này là những người Pilgrims, những người đi hành hương. Thật sự không phải, tại vì những người này đó khi mà họ lên đường đi sang Bắc Mỹ đó, họ tự xưng họ là những người thánh, saints, là những người thánh, chứ không phải là họ là Pilgrim. Khoảng 200 năm sau bên Mỹ không biết tại sao mà họ đặt cho mấy người này những người tên đi hành hương, thì cái đó là không đúng. Cái sự thật là những người này tự đặt tên họ là những người thánh, và họ đi tìm cái vùng đất mới. Thì cái nhóm này phát xuất vào khoảng tháng 12 năm 1620. Thì cái chuyến tàu này xuất phát từ cái cảng tên là Plymouth ở bên Anh Quốc. Thì họ sang một cái cửa biển ở tại cái tiểu bang bây giờ có cái tên là Massachusetts. Massachusetts đó là cái tên này là một cái tên của một cái bộ lạc sống gần đó, chứ rồi sau này khi mà cái vùng này họ thành lập ra cái tiểu bang đó, thì họ lấy cái tên của cái bộ lạc này họ đặt cho cái tiểu bang của họ. Thì cái chuyến tàu thứ ba này đến cái cửa biển đó, thì họ để kỷ niệm cái chuyến đi của họ, tại họ phát xuất từ cái bến tàu Plymouth ở bên Anh Quốc. Thì khi mà họ sang cái vùng đất này họ đặt cái vùng đất này là cũng tên là Plymouth, không? Thì tại đây đó thì cái năm đầu tiên họ rất là vất vả, tại vì một số, coi như là gần phân nửa 103 người này bị chết, và coi như là những người mà phụ nữ đó, coi như là 3/4 những người phụ nữ này đều chết cái năm đầu hết. Nhưng mà họ rất hên khi mà những người thuộc cái chuyến di dân thứ ba này đến và đặt chân trên đất liền đó, thì họ tình cờ các cơ duyên hy hữu nào đó, thì họ gặp lại cái anh chàng Swanton. Thì cái sự việc như thế này, cái anh chàng Swanton mà mình kể cho các bạn nghe lúc nãy đó, trong cái chuyến di dân lần thứ hai mà anh ta bị cái ông thuyền trưởng John Smith bắt cóc đem về lại bên châu Âu, thì không biết bằng cách nào mà anh ta trốn được, tại vì người ta đem những người da đỏ này bị bó cóc đem về châu Âu là có ý định là bán để làm nô lệ. Nhưng mà anh ta trốn được, và từ từ anh ta chạy sang bên Anh Quốc, và từ đó anh ta mới lên những cái chiến thuyền mà đi về vùng Bắc Mỹ để thám hiểm đó. Thì anh ta trở về với quê hương của anh ta. Thì khi mà anh ta về tới Bắc Mỹ đó, thì cái bộ lạc của anh ta không còn nữa, tất cả những người trong bộ lạc của anh ta coi như là bị chết gần hết rồi, là tại vì cái bệnh dịch. Các bạn biết cái thời đó đó, những người dân mà da trắng ở bên châu Âu sang ở bên Mỹ đó, họ đem theo những cái bệnh dịch mà những người thuộc thổ dân da đỏ bên Bắc Mỹ đó họ không có cái chất kháng sinh nào để chống lại những cái bệnh đó. Thì bởi vậy hàng loạt hàng triệu người da đỏ bị chết là như thế. Thì anh chàng Swanton này á, khi mà anh thấy những người di dân mới mà đặt chân lên cái vùng đất mà bây giờ người ta gọi là Plymouth á, thì anh ta mới coi như là tới với những cái bộ lạc sống gần đó, nói chuyện với những người di dân, và từ đó đó họ mới liên kết lại với nhau để chống lại những cái bộ lạc khác mà không có thân thiện với sự hiện diện của những người di dân mới này. Thì những người dân da đỏ này có một cái công rất lớn, là họ coi như là cứu những người di dân này. Tại vì những người di dân này khi mà họ đến cái vùng đất đó, có thể nói là hơn 40 mấy người bị chết, có thể chết vì đói khát không, tại vì không với lại cái mùa đông nữa, cái mùa đông rất là khắc nghiệt ở cái vùng Massachusetts. Thì những người da đỏ này mới dạy cho họ cái cách trồng trọt, thí dụ như trồng bắp, trồng những hoa quả, rau cỏ, bí đỏ, và dạy cho họ những cách săn bắn và đánh cá. Thì nhờ đó mà những người này mới được sống được. Anh chàng Swanton này thì một vài năm sau thì anh ta chết. Thì nhờ những người da đỏ dạy cho họ cách trồng trọt, thì bởi vậy vào mùa thu năm 1621 đó, thì họ có cái mùa gặt đầu tiên. Thì để tưởng niệm cái công ơn mà người da đỏ đã dạy cho họ cách trồng trọt đó và săn bắn đó, thì họ mới tổ chức một cái buổi tiệc ăn mừng rất là lớn, con kể là 3 ngày 3 đêm. Cái buổi tiệc đó thì những người dân da đỏ đem tới thịt nai rừng, và những cái đồ ăn ngọt giống như là từ cái bí đỏ họ làm cái pie. Cái pie là cái bánh, cái cách nấu cái bánh ngọt ở bên vùng Bắc Mỹ này. Bởi vậy sau này bây giờ lúc nào cái bữa Thanksgiving nào đó, là cũng có cái pumpkin pie hết. Pumpkin là cái bí đỏ. Thì cái câu chuyện Thanksgiving nó bắt đầu từ đây. Thì nhiều người da trắng mà di dân lần đầu đó thì họ ăn mừng, coi như là cứ mỗi năm, có thể nói là Thanksgiving cái thời đó, cái ngày lễ tạ ơn thời đó là nằm trong cái thời điểm khoảng giữa tháng 9 và tháng 11. Nó coi như là sau mùa gặt, chứ nó không phải như cái thời điểm bây giờ. Thì tại sao nó lại bây giờ nó lại nằm vào cái ngày thứ năm trong cái tuần lễ thứ tư của tháng 11 là như thế này. Sau tháng 10 năm 1863 đó, thì lúc đó là nước Mỹ có cái cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc. Thì vào tháng 10 đó thì phe quân của miền Nam lên tấn công tại một cái thị trấn nhỏ tên là Gettysburg. Thì trong cái cuộc tấn công này cuối cùng thì cái phe quân miền Nam bị thua tại cái trận Gettysburg. Thì kỷ niệm cảm ơn những người lính mà thuộc phe miền Bắc đã chiến thắng cái trận chiến này, thì ông tổng thống thời đó là ông Abraham Lincoln, ông ta mới tổ chức cái buổi tiệc ăn mừng tạ ơn vào cái ngày thứ ba. Ông ta mới tổ chức cái bữa tiệc ăn mừng coi như là gọi là tạ ơn những người lính miền Bắc đã chiến đấu anh dũng, coi như bảo vệ cái nước Cộng hòa Hoa Kỳ. Thì ông ta tổ chức cái buổi tiệc ăn mừng vào cái ngày thứ năm, vào cái tuần lễ thứ ba của tháng 11. Thì cái họ ăn mừng cái ngày lễ tạ ơn vào cái tuần lễ thứ ba của tháng 11 cho mãi đến năm 1941 lận. Thì lúc đó đó thì ông Tổng thống Roosevelt, ông cũng muốn coi như là đặt cái ngày này là một cái ngày có nghĩa là official, có nghĩa là tuyên bố cái ngày là một cái national holiday, có nghĩa là một cái ngày lễ coi như là tạ ơn mà toàn nước Mỹ đều coi như là long trọng ăn mừng hết. Nhưng mà cái phe những người dân trong miền Nam không có muốn chọn cái ngày thứ năm vào cái tuần lễ thứ ba, thì bởi vậy cuối cùng các bạn biết tại sao họ không muốn chọn trong cái tuần lễ thứ ba, là tại vì coi như là muốn chỉ đến cái ý nghĩa từ cái trận đến Gettysburg mà họ bị thua. Mình nghĩ là như vậy thôi, chắc như vậy. Thì cuối cùng thì ông Tổng thống Roosevelt ông mới nhượng bộ, thì ông mới đặt cái ngày thứ năm trong cái tuần lễ thứ tư của tháng 11 là cái ngày lễ tạ ơn, toàn nước Mỹ đều có ăn mừng hết, là sự việc nó bắt đầu từ đó ha. Thôi các bạn, mình kể thì cũng hơi dài dòng rồi, nếu mà mình có thiếu sót gì hay các bạn có những cái thắc mắc gì đó thì các bạn viết xuống thì Tuấn sẽ trả lời cho các bạn, các anh chị em sau. Thôi đến đây thì Tuấn sẽ tạm dừng, và hẹn các anh chị em vào cái clip kỳ tới, mình sẽ kể một câu chuyện khác. Tuấn xin chào, bye bye.